Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 8 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can với ông Bạch Đức Lữ, chi cục trưởng chi cục thú y vùng 6, Lý Hoài Vũ, chi cục phó chi cục thú y vùng 6, cùng như thu cấp về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tố hai bị can, Trần Nguyên Bình, Đỗ Thị Nhung về tội đưa hối lộ buôn lậu. Vợ chồng ông Bình, Nhung thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa và thuê Trần Thị Thanh Luyến làm giám đốc. Hai vợ chồng này còn thành lập thêm 5 công ty khác để nhập khẩu trái phép các sản phẩm bột hồng cầu, bột xương bò, cừu ở châu Âu. Các sản phẩm nhập về được bán lại cho các xưởng, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam để thu lợi bất chính. Để tránh bị phát hiện, vợ chồng ông Bình và Nhung đã chỉ đạo cấp dưới sửa nội dung khai báo hải quan với nội dung sản phẩm nhập khẩu là bột hồng cầu heo, sửa chữa thông tin nguồn gốc xuất xứ. Những người liên quan còn làm giả giấy chứng nhận y tế của nước xuất khẩu, chuẩn bị sẵn mẫu đạt chuẩn để móc nối, giao cho kiểm dịch viên kiểm dịch. Vợ chồng ông Bình sau đó đã đưa hối lộ cho Trần Trung Nhân, trạm trưởng trạm kiểm dịch, động vật, cảng, bưu điện, để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện để làm thủ tục thông quan. Công an xác định, ông Nhân còn nhận tiền của một số công ty khác tại nhiều tỉnh thành. Sau khi nhận hối lộ, Nhân chia cho chi cục trưởng chi cục thú y vùng 6 Bạch Đức Lữ 4,6 tỷ đồng, Lý Hoài Vũ 3,2 tỷ đồng, chia cho các kiểm dịch viên 3,3 tỷ đồng, Nhân hưởng 1,9 tỷ đồng.